massage nội. Chúng ta hay đi ngoài bấm ở ngoài, đi massage ở ngoài, chỉ là ngoài massage thôi. Cái nội massage mới là siêu việt. Cái nội massage làm cho tim phổi, gan, tỳ vị, tất cả một cái khỏe. Đó là do cái massage nội này. Cái này chúng ta phải học. Tại sao chị em phụ nữ mà cũng phải đi tập nội công bụng? Đi tập không phải cho ông nào đá vào đánh vào đâu. Bởi vì cái bụng này của chúng ta nó đang chứa lục phủ ngũ tạng nằm trong này. Bệnh là từ cái này mà ra. Tại sao bị tiểu đường, tại sao bị gút, bị tim, bị phổi này kia? Là do cái bộ phận lục phủ ngũ tạng chúng ta đang yếu. Nó già, nó yếu. Mà không già mà cũng yếu nữa thì cũng có vấn đề nữa. Chúng ta tập cái nội công bụng này là nó có một cái khả năng đặc biệt, là cái hệ thống này nó chạy và làm massage nó. Gọi là massage nội. Chúng ta hay đi ngoài bấm ở ngoài, đi massage ở ngoài, chỉ là ngoài massage thôi. Cái nội massage mới là siêu việt. Cái nội massage làm cho tim phổi, gan, tỳ vị, tất cả một cái khỏe. Đó là do cái massage nội này. Cái này chúng ta phải học. Thì cái này chính là nội công. Mọi người cứ nghĩ nội công là một cái gì đó kinh khủng. Thật sự đó không phải. Nội công là nó tập những cái này, tập lục phủ ngũ tạng. Bởi vì nếu chúng ta không tập lục phủ ngũ tạng được thì đấm vào một cái thì có mà chết à. Không bể ga, không bể lá lách, không bể này bể kia. Nhưng khi tập xong đấm vào không sao. Đánh vào hai vùng này không sao, đánh vào vùng gan cũng sao, đánh vào vùng lá lách cũng sao. Thậm chí học cái khóa 2 này xong đánh vào vùng chấn thùy này cũng không sao. Cái vùng chấn thùy này là cái vùng cực kỳ khó chịu. Mấy anh có khỏe trời, có to trời, cái thằng nào to không cần biết, nhưng cái thằng này sao to nổi. Cái vùng chấn thùy này nó là một cái lõm, có 6 múi thì nằm ở dưới đây thôi. Nhưng cái vùng chấn thùy này khác nhá. Nhưng mà các anh chỉ cần tập xong khóa 2 thôi, đánh thẳng vào cái vùng ngực này, vùng chấn thùy không đau. Là quý vị đã thấy một điều siêu phàm, tức là khí bắt đầu xuất hiện, khí bắt đầu xuất hiện. Mà khí tới đâu thì nó bảo vệ tới đó. Không thể nói thật nhá, phải đùa đâu.